xe các bạn đi tắm biển du lịch Vũng Tàu. Đây là bãi đích, một bãi biển rất quan trọng và rất đẹp, mời các bạn cùng theo dõi.
Video mình xin kết thúc ở đây. Các bạn thấy hay xin hãy like, chia sẻ ủng hộ kênh Tom TV Official. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.